Hello, chào mừng các bạn trở lại kênh Trailer PT Nhật Đức nhé. Thì hôm nay thì mình rất vui được lắp đôi bóng đèn siêu sáng trên pha đèn xe của anh Lý. Đấy, đây là một đôi bóng đèn siêu sáng nét bi thì mình cũng đã giới thiệu cho các bác rất là nhiều rồi. Chúng ta xem bác chị lấy gì kìa. Giới thiệu các bác một cái video trước rồi. Cái video trước thì mình đã giới thiệu cho các bác rất sâu về cái đèn bi LED này rồi này. Đấy. Thì hôm nay thì mình rất vui được phục vụ lắp cái đôi bóng đèn này trên xe của anh Lý nhá. Đấy, và cũng hướng dẫn mọi người lắp cái bóng đèn LED bi siêu sáng này luôn. Đấy, vì các bác biết là cái bóng đèn nó rất là sáng, nhưng mà tất cả chúng ta đều biết là cái đẹp thì nó luôn luôn phải có một cái gì đấy đánh đổi lại thì nó mới được cái đẹp và cái hoàn thiện của nó. Thì khi lắp cái pha đèn, lắp cái bóng đèn LED bi này vào đây thì nó sẽ có hai cái nguyên nhân. Một là các bác sẽ phải tháo cái mui này ra như cái video trước em hướng dẫn, đúng không ạ? Các bác cá kéo mui ra nhá. Và sau đây là các bác, đây cái bóng đèn LED bi nó sẽ như thế này, xoáy được cái này ra này. Đấy, các bác cài cái phanh này vào đây và bắt thêm một cái long đen để căn được cái tai này nó lại. Vì chúng ta tháo cái này ra thì bao gồm cái tai nó sẽ bị bay ra ngoài rồi, để chúng ta phải làm một cái long đen đấy để hãm cái phanh này, giữ cái bóng đèn này lại. Đấy, sau khi đó thì chúng ta sẽ phải khoan bắt hai lỗ ốc đây, khoan hai cái lỗ để thò được cái dây ba lát này ra bên ngoài, vì trong cái khe này chúng ta không vừa được cái ba lát này vào trong. Đấy, các bác hiểu nhá, chúng ta phải khoan một cái lỗ để đút cái dây ra, và bên này chúng ta sẽ phải khoan tiếp một cái lỗ nữa để đưa cái rắc zin ba chân ra ngoài để chúng ta cắm được vào cái dây đèn ba led này thì chúng ta mới sử dụng được cái bóng này. Còn có những cái pha ấy, bên trong này nó rộng này thì chúng ta chỉ cần đút cái ba lát này vào trong, nhưng mà có những chiếc pha bên trong này diện tích không đủ để nhút nhét cục này vào thì chúng ta bắt buộc phải khoan lỗ này. Đấy, bắt buộc phải khoan cái lỗ này vào nhá. Đấy, khoan, khi khoan xong thì chúng ta lại bắt lại như này các bác ạ, xoay cái quạt nhiệt này. Còn một số bác hỏi em là cái quạt nhiệt này vào ấy, khi xoáy vào đây như thế này xong rồi đậy nắp này vào như thế này thì cái quạt nhiệt này nó có bị bí không, thì nhà thiết kế họ đã làm ra những cái ránh tản nhiệt đây các bác nhá, thì là nó sẽ đi sâu vào trong cái pha đèn này và nó ra những cái lỗ thở ở những cái đèn pha này đây. Thế nên thành ra các bác không sợ nguyên nhân là khi ụp cái này vào mà nó bị bí cái quạt gió này. Đấy các bác ạ, các bác nên nhớ nhá, đây nhà sản xuất họ đã làm cái này rồi, đánh dọc quạt tản nhiệt sẽ đi sâu vào đây và ra gió thổi ở mấy cái lỗ đèn. Đấy, khi chúng ta khoan xong hai cái lỗ và kéo dây ra ngoài, đúng không các bác, đấu đúng màu dây này. Đấy, đấu đúng màu dây này. Đấy, và chúng ta sẽ xoáy lại cái lắp đít này vừa khít luôn. Đây là chiếc xe của K250 của anh Lý nhá. Đấy, sau khi sóng xong như này thì các bác cắm lại cái răng này vào đây, các bác cắm vào răng nhầy đúng không ạ. Đây nhá, cắm vào đây này, anh Lý cắm giúp em phát. Đây, đây anh Lý nhá, cắm giúp em này. Đấy, sau khi cắm xong đúng không thì chúng ta ra bắt thôi. Thì một là các bác chỉ cần làm cái dây thít, thít gọn nó lên xe này. Đây, em sẽ lấy cái dây thít, anh Lý rút ra, anh Lý rút ra cho vòng qua đây này. Đấy, cho nó gọn. Đấy, đây là đang trực tiếp nắp đôi bóng đèn LED bi siêu sáng của xe của anh Lý nhá, K250 đây. Cái công đoạn mà khoan như cái này thì các bác cũng thừa hiểu rồi đúng không ạ? Vì các bạn em không có thời gian cầm máy, thành ra là em không thể quay cái đoạn mà khoan được, thì em khoan ra cho bác không. Như thế bị vướng vào anh phải lùi vào đây. Còn ơi, ừ, xem đi, vẫn còn. Còn đây Trung ơi, bới ra ngoài này này, còn. Bới đi, bới loạn lên. Đấy, đấy các bác nha, luôn nó để là như này này. Đấy, và sau đây thì mình sẽ lắp trực tiếp trên cái pha đèn của anh ý đây nhá. Đấy, tất cả xong rồi này. Đây, sau đây mình sẽ lắp trên cái pha đèn của anh ý nhá, cho các bác xem luôn này. Anh ơi, anh ra cắm cho em phát. Đấy, anh cắm vào cho em phát là được. Đây nhá, đấy, anh ý vừa làm của mình luôn. Đấy, toàn anh em thanh niên nhá. Thế lên thành ra là đây, anh cắm vào giác cũ cho em xong. Đấy, anh cắm giác cũ. Đấy, anh cứ cắm rắc cũ, cắm như bình thường thôi là xong. Đấy, vào đây, vào đây đây. Đây là đôi đèn đờ mi này đúng không? Chúng ta cắm lại rắc cũ và pha này, xong. Đờ mi này. Đấy, nó còn một cái rắc gì đây này. Còn rắc gì đây? Đây, đây là đèn đờ mi. Đấy, nó có 3 chế độ, đèn sinh nhan, đèn đờ mi và đèn pha, cắm lại rắc cũ. Đấy, xong, anh áp vô đây. Anh ngược kiểu kia, ngược kiểu kia. Rồi, rồi, rồi. Đấy. Đấy. Anh đặt. Đấy, các bác lắp lại như cũ nhá, lắp pha như cũ này. Đấy. Đó. Tiếp tục mình sẽ lấy quả bên lái cho các bác xem nữa, làm như cũ luôn. Còn đấy Trung ạ, mới ở đấy còn đấy anh ơi, lắp cho em. Đây
Đây nhá, toàn cảnh xe của anh ý rất đặc biệt luôn. Tí mình sẽ khám phá cho các bác xe rất hay, nhiều cái cực hay luôn. Mỗi một phong cách chơi khác nhau. Đây, toàn bộ ba đợt sốc carbon nhá, đấy. Các bác lại cắm lại rác như cũ nhá. Đây. Nó sẽ có ba rác: đèn mi, đèn pha và đèn xi nhan. Đấy. Rác nào vào rác đấy rồi không nhìn lệch được rồi. Đấy. Thế là xong đôi pha đèn. Chúng ta đã có đôi bóng đèn siêu sáng. Đấy các bác thấy không? Đây nhá, tận cảnh đôi bóng đèn bi siêu sáng LED này. Rồi xong, bây giờ anh ấy sẽ bật thử cho mình xem cho các bác khám phá cái đèn bi LED siêu sáng nhá. Ui, tuyệt vời luôn. Đây. Các bác thấy chưa? Căng đét luôn này. Pha cốt luôn này. Đấy, đây là ban ngày mà các bác nhìn thấy nó LED như thế này rồi thì các bác hiểu là buổi tối nó sẽ LED như thế nào. Đấy. Đây nhá. Đấy. Pha cốt này, đấy pha cốt này. Pha cốt này. Pha cốt đấy, đây là K250 nhá, xe của anh Lý nhá, mới đét luôn nhá. Đấy, sau đây mình đã dừng cái video này ở đây và sẽ gặp lại các bạn trong video tiếp theo. Đấy, căng đét luôn. Đấy là các bác phải hai nóc người vào thôi. Thế là xong đúng không ạ? Xong công đoạn nhá. Chào các bạn. Hẹn lại các bác video tiếp theo. Đây, còn cả mình đây nhá. Các bác mọi đứng chào cho mình nhá, phụ tùng ô tô Nhật Đức này. Cảm ơn các bác rất nhiều.